Xin chào quý vị và các bạn. Ngày chủ nhật cuối tuần, nắng nóng vẫn tiếp tục diễn ra ở các tỉnh miền Bắc bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Mới sáng ra mà trời đã có nắng và cường độ nắng tăng mạnh hơn vào trưa chiều. Nhiệt độ tăng cao, mức nhiệt cao nhất là từ 34 đến 36 độ. Riêng một số nơi thuộc khu Tây Bắc như là Mường Lây, Mường La, Sông Mã hay là Mai Châu, Hòa Bình, nhiệt độ có thể trên 38 độ, trời nắng nóng gay gắt. Dự báo đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến cả những ngày đầu tháng 6. Tại thủ đô Hà Nội, hôm nay có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ. Độ ẩm không khí thấp, chỉ trong ngưỡng 55 đến 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 13 cho tới 17 giờ. Trời nắng, khô nóng nên quý vị cần chú ý bổ sung đủ nước và vitamin để đảm bảo cho sức khỏe của mình. Đối với Trung Bộ, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên hôm nay khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất là từ 35 cho tới 38 độ. Một số nơi ở vùng núi phía Tây như là Hồi Xuân, Tương Dương, Tuyên Hóa trên ngưỡng 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 cho tới 17 giờ. Đối với khu vực Nam Trung Bộ, cường độ nắng bớt gay gắt hơn nên nhiệt độ cũng thấp hơn từ 3 đến 4 độ so với các khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Mức nhiệt trưa chiều nay dao động trong khoảng 32 đến 34 độ. Về phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong tối và đêm nay khả năng vẫn có mưa rải rác với lượng ít và thời gian mưa không kéo dài. Nhiệt độ về đêm mát mẻ với mức nhiệt từ 20 đến 24 độ ở các tỉnh Tây Nguyên, còn tại Nam Bộ là từ 25 đến 27 độ. Còn ban ngày trời có nắng, nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay ở Tây Nguyên phổ biến từ 30 đến 33 độ, còn tại Nam Bộ là từ 32 đến 34 độ. Chuyển sang các thông tin thời tiết biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa, thời tiết phổ biến ít mưa, ngày nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa có mưa dông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa dông cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. Hôm nay, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đều xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, và mức nhiệt này sẽ tiếp tục lặp lại trong ngày mai. Cụ thể, do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên ngày mai khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 38 độ. Một số nơi ở vùng núi phía Tây như là Hồi Xuân, Tương Dương hay là Tuyên Hóa có nhiệt độ trên ngưỡng 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 cho tới 17 giờ. Trời nắng khô với độ ẩm không khí phổ biến từ 45 đến 60% nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Cảnh báo nguy cơ cháy rừng, người dân cần hết sức thận trọng khi đốt nương rẫy tại các cánh rừng ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Trở ra với các tỉnh miền Bắc, ngày mai, vùng áp thấp nóng phía Tây cũng là hình thái thời tiết chi phối toàn khu vực. Trời có nắng với cường độ nắng khá mạnh vào trưa chiều, nhiệt độ tăng cao. Mức nhiệt cao nhất là từ 35 đến 37 độ. Riêng một số nơi thuộc khu Tây Bắc như là Mường Lây, Mường La, Phú Yên hay là Mai Châu, nhiệt độ có thể trên ngưỡng 38 độ, trời nắng nóng gay gắt. Ban ngày nắng nóng, độ ẩm không khí tương đối thấp. Thấp nhất trong ngày phổ biến là từ 50 cho tới 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 cho tới 17 giờ. Người dân cần chú ý hạn chế lưu thông ngoài trời trong khoảng thời gian này để đảm bảo sức khỏe của mình. Đối với vùng cao Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, đêm nay và chiều tối mai vẫn có mưa rào và dông rải rác. Ban ngày có nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên khoảng từ 30 đến 33 độ. Tại khu vực Nam Bộ là từ 32 đến 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa, thời tiết phổ biến ít mưa, ngày nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa có mưa dông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Các tàu thuyền cần chú ý khi lưu thông trên vùng biển này.